Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tuần lễ vừa rồi hết sức ảm đạm thưa anh chị em. Ngày nào cũng mưa, bầu trời sáng xịt. Và cái vẻ ảm đạm đó như thể mời gọi chúng ta chia sẻ nỗi đau của cả trăm ngàn nạn nhân ở bên Myanmar và động đất ở Trung Quốc. Những thảm cảnh mà qua các phương tiện truyền thông ta được chứng kiến tận mắt. Và cùng với những thảm cảnh đấy thì các phương tiện truyền thông cũng gửi đến cho chúng ta những hình ảnh thật xúc động. Xúc động không chỉ là những đoàn cứu trợ đến một cách ồ ạt, nhưng xúc động là những hình ảnh của những con người rất bình thường dám hy sinh mạng sống mình để cứu người khác. Chẳng hạn như người ta gặp được hình ảnh của hai vợ chồng mà khom lưng để ôm đứa con trong lòng, mà nhờ đó đứa bé nó sống. Chẳng hạn như người ta bắt gặp hình ảnh của một cô giáo cũng ôm chặt đứa học trò nhỏ trong lòng, mà nhờ đó nó còn sống. Những con người đó tôi không nghĩ họ là công giáo. Đất nước Myanmar anh chị em biết rồi là đất nước của Phật giáo. Tôi có gặp vị tổng giám mục thủ đô Myanmar trong một lần đi họp. Công giáo không bao nhiêu. Ở bên Trung Quốc cũng vậy, tỷ lệ người công giáo ít lắm. Cho nên hầu chắc là những con người đấy không phải công giáo, và họ cũng chả biết đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nhưng mà liệu là những con người đấy họ có đang sống, đang bước đi trong quỹ đạo của Thiên Chúa Ba Ngôi không? Đặt câu hỏi như thế để chúng ta cùng thấy là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ là trò chơi toán học của trí tuệ. Làm sao ba mà lại là một, mà một mà lại là ba? Đặt câu hỏi như thế để thấy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm để dành cho những suy luận của những phạm chủ triết học, thần học cao siêu, xa vời, trừu tượng và khô khan. Mà đặt câu hỏi như thế là để thấy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trước hết là sự sống. Sự sống. Anh chị em thấy không? Hôm nay là ngày lễ Chúa Ba Ngôi, mà bài tin mừng giáo hội chọn là bài nào? Rất đơn giản. Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để thế gian nhờ Con của Người mà được sống, mà được cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian.
Và cái tình yêu đấy được thể hiện qua việc hiến ban người con một, có nghĩa là hiến ban chính mình. Cho nên Thánh Phaolô sau này mới kêu lên, đến ngay cả người con một mà Thiên Chúa cũng đành phó nộp cho chúng ta, thì hỏi là còn có cái gì mà người không ban cho chúng ta. Và cái sự hiến ban đấy nó đạt đến đỉnh cao nơi thập giá. Chính vì vậy mà có một nhà thần học khi chiêm ngắm thập giá đã kêu lên rằng Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, bởi vì Chúa Cha trao con của người cho thế gian và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh con mình vào thập giá. Chúa Con là tình yêu bị đóng đinh, một tình yêu hiện thân bị đóng đinh trên thập giá, bởi vì người hiến dâng chính mạng sống của người. Và Thánh Thần là ai? Thánh Thần là sức mạnh của thập giá, là sức mạnh của tình yêu. Thế cho nên nói đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không gì khác hơn là mầu nhiệm Thiên Chúa tình yêu. Và bước đi trong quỹ đạo của Đức Chúa Trời Ba Ngôi tức là bước đi trong quỹ đạo của tình yêu thương đấy. Tôi tin là cả những anh chị em ngoài Công giáo, nhưng nếu họ đã sống tình yêu cao cả như thế thì họ đang ở trong cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cái suy nghĩ đó giúp cho chúng ta tìm lại câu trả lời trong một vấn nạn quan trọng nhất. Vậy thì giá trị của con người là ở đâu? Giá trị của con người là ở đâu? Kitô giáo khẳng định rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mà nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi và là Thiên Chúa tình yêu, thì giá trị của con người ở đâu nếu không phải là ở tình yêu? Tôi nghĩ rằng câu trả lời này quan trọng lắm á. Anh chị em cứ nhìn lại đất nước của mình mấy chục năm qua coi, mình cũng loay hoay đi tìm câu trả lời. Và nó không phải là câu trả lời lý thuyết, mà nó là câu trả lời định hướng cho cả cuộc sống của một dân tộc. Lúc đầu thì người ta loay hoay để định nghĩa giá trị con người là ở lao động sản xuất. Và vì thế nếu mà không lao động sản xuất thì không có giá trị. Tôi từng gặp một bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông ấy than thở với tôi, Linh Mục xem này, bàn tay của một bác sĩ nhãn khoa phải khéo léo thế nào để chữa mắt cho người ta, vậy mà người ta bắt tôi đi lao động sản xuất, lao động chân tay. Thế thì còn đâu là sự tinh tế của bàn tay để tôi chữa bệnh nữa? Mà chả nhẽ cái việc tôi chữa bệnh cho những người đau mắt không phải là lao động à? Đấy, thì tôi chắc anh chị em đều có kinh nghiệm này hết. Và cái định nghĩa là giá trị của con người là ở lao động sản xuất, xin lỗi, nó đi cả vào trong nhà đạo của mình nữa. Cho nên là thời đó người ta nêu khẩu hiệu lao động là cầu nguyện. Thế thì có một linh mục mới nhận xét rằng nếu mà lao động là cầu nguyện thì con trâu nó lao động giỏi nhất thì nó cầu nguyện tốt nhất. Thần học con trâu. Tôi không có ý phê phán, nhưng mà tôi gợi một cái chuyện rất là nhỏ nhỏ thôi, mà ngày hôm nay ai trong chúng ta nhìn lại cũng thấy sao mà nó ngây ngô vậy, sao mà nó thiển cận vậy. Nhưng mà mình thấy cái câu trả lời giá trị con người ở đâu nó quan trọng lắm. Và nếu ngày hôm nay chúng ta không khéo á, thì 50 năm sau biết đâu những thế hệ khác nhìn lại chúng ta và cũng sẽ bảo là sao chúng ta ngây ngô vậy. Bởi vì ngày hôm nay đó thì ta không còn
ấn định giá trị con người ở lao động sản xuất, nhưng mà ta lại ấn định giá trị con người ở của cải vật chất. Càng sở hữu nhiều của cải vật chất bao nhiêu thì giá trị càng to bấy nhiêu. Một bạn trẻ bước vào một quán cà phê giàu có, không biết là cà phê có ngon lắm hay không, nhưng mà bạn trẻ đã nói với tôi là vào trong quán cà phê đó một bước ra thì mới thấy giá trị của mình nó lớn lên chẳng. Giá trị của con người được định ở cái của cải vật chất, và vì thế người ta tìm cách để thu góp của cải vật chất, kể cả bằng những phương tiện bất lương và bất chính nhất. Thế rồi chúng ta bắt đầu mở cửa ra với thế giới bên ngoài thì bắt đầu nhấn mạnh đến kinh tế tri thức, và bắt đầu xác định rằng giá trị của con người là ở tri thức, rất tốt, nhưng mà lại san bằng tri thức với bằng cấp. Thế là lập tức là tìm mọi cách để có bằng. Ngủ một đêm dậy tự nhiên thấy mình thành thạc sĩ, dăm 70 triệu tự nhiên có một tấm bằng. Những cái chuyện anh chị em biết hết, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ sâu một chút á, thì mình sẽ thấy là hàm trong tất cả những chuyện đó là một câu hỏi hết sức căn bản: giá trị đích thực con người ở đâu? Và nếu Kitô giáo tuyên xưng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Thiên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa tình yêu, thì giá trị đích thực của con người chính là ở tình yêu. Kể cả những anh chị em ít học nhất, bình dân nhất, nghèo khổ nhất, nhưng họ là những con người đáng quý bởi vì họ mang một trái tim yêu thương. Tôi tin rằng thế giới này vẫn cảm nhận được cái điều đấy, vẫn cảm nhận được điều đấy, cho nên người ta mới tôn vinh những con người như là mẹ Teresa Calcutta. Vẫn cảm nhận những điều đấy, cho nên dù là Công giáo hay là Tin Lành hay là Phật giáo, người ta bắt gặp được Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi, người ta vẫn yêu mến. Cái giá trị đích thực của con người là ở tình yêu. Và khi ta xác định như vậy thì thưa anh chị em, cái việc xác định đấy cũng dẫn lối cho công việc giáo dục của mình. Năm nay là năm giáo dục Kitô giáo mà. Thế thì thử hỏi là trong công việc giáo dục của chúng ta đây, ta đang nhắm đến cái gì nhiều nhất? Có một phái đoàn Đại học Mỹ đến thăm một giám mục Việt Nam, và trong câu chuyện thì họ có nói là họ rất muốn đóng góp vào công việc giáo dục ở Việt Nam. Thế thì vị giám mục đó cũng có trao đổi lại, và ngài có một nhận xét thế này, bởi vì ngài cũng đã từng đi học ở bên đấy. Ngài nhận xét rằng là trong nền giáo dục đó, người ta nhấn mạnh đến ba khía cạnh có thể được diễn tả bằng ba từ, ba chữ. Ba từ ở trong tiếng Anh mà bắt đầu bằng chữ H. Trước hết đó, là cái đầu, head, nhấn mạnh tri thức lắm. Rồi sau đó là nhấn mạnh sức khỏe, health. Và nhấn mạnh cái nữa là kỹ năng làm việc, hands. Nhưng mà ngài đề nghị là có một cái tôi thấy vẫn còn thiếu, và cái thiếu đó là hết sức quan trọng, đó là heart, trái tim. Trái tim. Giáo dục phải nhấn mạnh đến cái tâm. Anh chị em có thấy ngày hôm nay nền giáo dục của chúng ta thiếu cái tâm không? Trời ơi, đọc báo mà cứ thấy trẻ con mới có 10 tuổi đã giết nhau rồi, sợ quá.
Đọc báo thấy sao con người ngày hôm nay người ta chém giết nhau dễ vậy? Hình như cái tâm nó thiếu. Và khi cái tâm mà thiếu á, thì khả năng tri thức không phải được vận dụng để phục vụ, để lo lắng cho nhau, mà là để làm hại nhau. Mà cái anh tri thức mà lại đem cái đầu của mình ra để tính toán mà làm hại nhau thì sẽ độc ác hơn cái anh nông dân gấp trăm lần. Cho nên giáo dục cái tâm hết sức quan trọng. Và ta học được điều đấy cũng là từ mầu nhiệm Thiên Chúa ban ngôi, giáo dục tình yêu. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Chúa ban ngôi nhưng mà tôi không có đem thần học ra, tôi nói chuyện thấy nó xa xôi quá. Tôi vẫn giữ trong lòng một cái xác tín từ khi bắt đầu học thần học. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, vậy thì bất cứ cái gì nói về Thiên Chúa nó cũng liên quan đến con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa ban ngôi cũng vậy, không phải chỉ là cái chuyện suy tư lý luận cao siêu, mà nó liên quan đến chính cuộc sống, đến chính con người chúng ta. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Người Công giáo chúng ta có một lời nhắc nhớ thường xuyên nhất về mầu nhiệm cao cả này, đó là dấu thánh giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Người Công giáo có khô khan đến đâu đi nữa thì tôi đoán là một ngày cũng làm dấu thánh giá ít là một lần. Còn những người mà đạo đức thì vô số kể. Thì xin Chúa cho chúng ta biết làm dấu thánh giá không phải như một thói quen, mà là với ý thức đức tin rằng khi tôi bắt đầu một ngày sống, một công việc với dấu thánh giá, là tôi muốn sống ngày hôm đấy, tôi muốn làm công việc đấy nhân danh Thiên Chúa tình yêu, để tình yêu của Chúa trở thành ánh sáng, trở thành động lực thúc đẩy tôi sống và làm việc. Được như thế thì mầu nhiệm Thiên Chúa ban ngôi không chỉ còn là một công thức đức tin, nhưng đã thấm sâu vào tâm hồn và đời sống chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta được sống như thế. Amen. Chúa.
trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mới ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi giống con bừng cháy niềm tin giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an trong an vui ngập tràn. Con làm dấu hân hoan tạ ơn khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường. Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa mãi ở trong.